mời của tất cả quý vị đến với gian trưng bày của Honda tại triển lãm ô tô Việt Nam 2017. Tôi xin thay mặt cho Honda Việt Nam xin gửi lời trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị cũng như sự đồng hành của quý vị với Honda trong suốt thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, Honda Việt Nam luôn phấn đấu hết mình để trở thành một công ty được xã hội mong đợi. Các sản phẩm ô tô Honda luôn được khách hàng đánh giá cao về sự bền bỉ, chất lượng và tin cậy. Nhờ những công nghệ tiên tiến mang lại niềm vui cầm lái thực sự khác biệt mà an toàn và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Quý vị thân mến, trong 6 tháng đầu năm 2017, Honda Việt Nam vinh dự là một trong 3 thương hiệu đạt mức tăng trưởng doanh số bán xe du lịch cao nhất, tăng trưởng 27% so với mức tăng trưởng 11% của toàn thị trường và có mức tăng trưởng thị phần cao thứ hai toàn thị trường. Và ngày hôm nay, Honda Việt Nam xin giới thiệu những mẫu xe gắn liền với danh tiếng toàn cầu của Honda. Honda Odyssey, rộng rãi, tiện nghi và an toàn cao cấp. Honda Accord, sang trọng với công nghệ hiện đại. Honda Civic, thiết lập chuẩn mực mới trong phân khúc về công nghệ và sự thú vị khi cầm lái. Honda CR-V, tiện dụng, mạnh mẽ và bền bỉ. Honda City 2017, nâng tầm với thiết kế cao cấp, tiện nghi tối ưu và an toàn vượt trội. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu với quý vị một mẫu xe hatchback hoàn toàn mới, lần đầu tiên được Honda giới thiệu tại Việt Nam. Honda tin rằng với sự linh hoạt và những giá trị độc đáo mà chiếc xe này mang lại sẽ làm thỏa mãn những cá tính trẻ trung và ưa thích tận hưởng cuộc sống theo cách thú vị nhất. Và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy hướng mắt lên màn hình. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị vị khách mời đặc biệt vô cùng xinh đẹp sẽ có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với Honda, cùng với quý vị. Xin mời. Xin chào MC Công Tố, em xin được chào tất cả quý vị quan khách đang đến với photo show và đến với dàn hàng của Honda ngày hôm nay ạ. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của iPhone được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi có thể thấy những hình ảnh của một cô gái vô cùng bận rộn trong cuộc sống, đúng không iPhone nhỉ? Thực sự thì Phương cảm thấy rất là may mắn bởi vì là được khán giả ủng hộ ở nhiều vai trò cho nên là mình thì cũng có hơi bận rộn một chút xíu. Vâng, và đó chưa kể là những hình ảnh mà chúng ta cần phải đi với bạn bè này, rồi thời gian chúng ta tận hưởng với gia đình của mình. Vậy thì một chiếc xe ô tô chắc hẳn là rất là có ý nghĩa với một cô gái bận rộn như Phương. Đúng là như vậy. Thực sự thì chia sẻ với Công Tố và mọi người là Phương cũng rất là thích Honda. Thế nhưng mà Tố ơi, hiện tại Phương đang có một cái chút gọi là bất mắc nhỏ xíu trong lòng, đó chính là dường như Honda chưa có nhiều những sự lựa chọn đối với nhu cầu cũng như là cá tính của những người giống Phương. Vậy thì nhân đây cho tôi hỏi nhé, một chiếc xe như thế nào sẽ phù hợp với Phương? Như thế này, bởi vì Phương có nhu cầu di chuyển rất là nhiều, đặc biệt là trong thành thị, cho nên là Phương rất là cần một chiếc xe nhỏ gọn để có thể di chuyển tiện lợi trong thành phố. Bên cạnh đó thì nội thất, không gian bên trong rộng rãi, ngoại thất đẹp và hiện đại cũng như là an toàn là những cái yếu tố mà Phương rất là quan tâm và Phương nghĩ là mọi người cũng rất là quan tâm. Và thưa quý vị, đồng ý với nhau rằng là một cô gái xinh đẹp thì rất là khó chiều đúng không ạ? Và có yêu cầu rất là cao. Không biết là các anh ở đây có đồng ý với Công Tố như vậy không? Nhưng riêng đối với Honda, khó chiều như thế nào thì vẫn đáp ứng được hết với những chiếc xe của Honda. Phương có tin không? Phương rất là tò mò đi. Chiếc ghế đã sẵn sàng để mời Phương ngồi xuống đây để Công Tố cùng với tất cả quý vị ở đây cùng với anh Phương sẽ chia sẻ và tìm hiểu về chiếc xe độc đáo này. Thưa quý vị thân mến, đây là thế hệ thứ 3 của một chiếc Honda với doanh số là 6 triệu chiếc trên toàn cầu và đạt rất nhiều giải thưởng uy tín tại thị trường Mỹ cũng như là châu Âu. Đây là một chiếc xe hoàn hảo bởi vì kết hợp các yếu tố ngay sau đây. Đầu tiên là không gian vô cùng rộng rãi và cực kỳ tiện ích. Tiếp theo là thiết kế độc đáo và phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của đối tượng trẻ. Và điểm thứ 3 đó chính là tiết kiệm vượt trội với công nghệ tân tiến.
Và đây mới là điểm đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu với anh Phương cũng như là tất cả quý vị đang ngồi đây. Đó chính là Magic Seat. Magic Seat là ghế có vết thần có, nó là như thế nào vậy? Có thể tạm dịch là như vậy. Hãy xem phép thuật của những chiếc ghế này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với Utility Mode. Hàng ghế sau có thể gập phẳng để tối đa hóa khoang chứa đồ. Đồ ở đây nhìn là có vẻ được nhiều đồ, nhưng mà bên này thấy chứa được cả một chiếc xe đạp, có nghĩa là rất là rộng luôn. Chính xác, rất là rộng rãi. Tiếp theo nhé, Long Mode kết hợp gập hàng ghế sau và ngả hàng ghế trước để chứa chọn những vật chiếm chiều dài ở trong xe. Theo như cái hình vẽ này thì Phương thấy là chiều dài rất là dài luôn, mà Phương nghĩ là những cái vật như là túi đựng gậy góp đi, ví dụ như là gia đình cuối tuần mà đi chơi góp cùng nhau có vẻ là vô tư và thoải mái được đúng không? Chắc chắn là vừa vặn luôn. Chúng ta xem đến Tom Mode, đệm ngồi của hàng ghế sau có thể dựng lên 90 độ để tận dụng tối đa sàn xe và chiều cao của xe. Cái gì? Rất là cao, Phương có thể nhìn thấy ở đây